Xin chào các bác nhé, bây giờ gần 4 giờ chiều, tức gần 16 giờ của ngày 14 tháng 10 năm 2022. Tiếp tục em lại lên sóng cho các bác một mẫu siêu phẩm về dòng điều hòa VIP bên đen tiếp theo. Đấy, con này là đầu 63 nhé. Đấy, 24.000 VTU. Đấy, giới thiệu các bác con này, bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Điều hòa vẫn là thứ mà em sẵn nhất. Con này là con vườn đen hai lá đảo nha các em. Đầu 63. Đấy. Con này thì đầy đủ công nghệ. Dâng lô tu clear rộng ràng nhé. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ em rồi. Phải nói là rất đẹp luôn. Em chuyên sưu tập những cái máy còn đẹp. Đây. Đây là 633 CXR2 sản xuất năm 2013 các bác nhé. Đấy. Và cú lóng của nó đây. Đấy, 633 CXR2. Đấy, cú lóng con này ăn 1,56 kg ga, tức là 1,5 cân ga. Hơi dư một chút. Và nặng 43 kg nhé. Đấy, các bác thấy cục đóng của những cái điều hòa VIP này nó rất là nặng. Đấy, từ cả những cái đầu, từ đầu 22 cho lên là cục đóng của nó phải 38-39 cân. Đấy, 12.000 à 9.000. Đấy, nên là tại sao mà rất là nhiều người, người ta thích những cái dòng như này. Đấy, rất khỏe luôn. Các bác có phòng khách, con này cân được phòng 40m2 các bác nhé. 35-40m2. Đấy, chạy vô đối luôn. Máy hình trước thì còn rất đẹp và mới luôn. Em chỉ bán những hàng sưu tập thôi. Vậy các bác có nhu cầu quan tâm về điều hòa ở cái thời điểm này thì giá rất là mềm và phải chăng rẻ hơn tiền triệu, cũng chỉ có những con 1,5 triệu một con so với những cái dòng ngày mùa hè. Đấy, ở cái thời điểm này các bác lắp đặt thì cực kỳ là yên tâm. Những đội ngũ lắp đặt người ta rất là cẩn thận cho các bác. Theo nó tránh tình trạng các bác lắp mùa hè thì nếu bảo là cẩn thận, và để có những cái con máy nó đẹp như thế này cũng có, nhưng các bác rất là hiếm. Đấy, với giá thành nó đội lên rất là cao nên là người tiêu dùng là phải chịu. Đấy, em là người bán hàng, nhưng mà theo quan điểm của em thì bác nào cần lắp ở thời điểm này là giá thành hợp lý này, thợ đội ngũ lắp đặt cho các bác rất là cẩn thận và đẹp luôn, yên tâm hơn so với những ngày hè nóng lực. Và đội ngũ thợ cũng họ làm ở cái thời điểm này, họ làm rất là nhẹ nhàng, không mất sức. Đấy, này đấy là những cái được cho cả đôi bên các con nhé. Rồi, bác nào quan tâm mấy con điều hòa VIP Việt Nam này, 24.000 VTU, em mở cho các bác xem luôn bên trong nhé. Đấy, máy còn sáng quắc luôn. Giảm bên trong, hệ thống bên trong. Rồi, bác nào quan tâm với chiếc này thì liên hệ ủng hộ. Tôi xin chào các bác.